các bạn. Sau kỳ tích U23 Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo đã mang rất nhiều điều chưa từng có ở đất nước Hàn Quốc. Theo báo chí Hàn Quốc thì có lẽ không chỉ cổ động viên Việt Nam mà bất kỳ một công dân nào ở xứ Kim Chi sẽ đều có lý do để cảm ơn huấn luyện viên Park Hang-seo. Theo website news.ojins.com của Hàn Quốc đăng tải vào chiều ngày 9 tháng 9 thì huấn luyện viên Park Hang-seo không chỉ là người hùng của bóng đá Việt Nam khi giúp đội tuyển U23 Việt Nam vào tới bán kết ASEAN, trước đó là Á quân U23 châu Á, mà ông còn mang đến những hiệu ứng cực kỳ mạnh mẽ thúc đẩy ngành du lịch và thương mại của Hàn Quốc. Bài viết trên website này đã đặt nhan đề khách du lịch Việt Nam tăng chưa từng có ở Hàn Quốc bởi hiệu ứng từ phép thuật của huấn luyện viên Park Hang-seo. Theo thống kê, số lượt khách người Việt Nam đến Hàn Quốc tháng 1 đến tháng 8 2018 đạt con số kỷ lục hơn 283.000 lượt, tăng 38% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoái là hơn 200.000 lượt. Đặc biệt, số lượt khách Việt Nam sang Hàn Quốc đã tăng đều theo từng tháng. Tháng 1 năm 2018, con số này đạt hơn 14.500.000 lượt, nhưng tháng 2, số lượng tăng lên tới hơn 25.000 lượt. Sau khi huấn luyện viên Park Hang-seo nổi lên như một người hùng của bóng đá Việt Nam. Theo tờ báo của Hàn Quốc, số lượng tăng đột biến kể từ 3 tháng đạt tới hơn 41.000, tăng tới 45% so với cùng kỳ năm ngoái. Tháng 4 đạt hơn 46.500.000. Đến tháng 5 và tháng 6, con số bị giảm hơn 31.000 lượt, nhưng đến tháng 7, số lượng tăng trở lại, đạt hơn 40.200.000 lượt và tháng 8 đạt hơn 40.500.000 lượt. Bài viết này còn khẳng định theo ngành du lịch thì sự tăng trưởng chưa từng có nói trên bắt nguồn từ hiệu ứng mà huấn luyện viên Park Hang-seo đã tạo ra sau khi giúp U23 Việt Nam giành Á quân, giải châu lục hồi đầu năm và sau đó là chiến tích vào bán kết ASEAN. Ngoài ra, ngành du lịch Hàn Quốc cũng đưa ra dự đoán số lượt khách Việt Nam sang Hàn Quốc còn sẽ tiếp tục tăng trong 4 tháng cuối năm 2018. Còn theo website bit.insight của Hàn Quốc đăng tải vào trưa ngày 9 tháng 9 thì chiến tích mà thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo tạo ra cho bóng đá Việt Nam giúp rất nhiều doanh nghiệp lớn ở nước này được hưởng lợi. Hiện đang có 5 tập đoàn kinh tế của Hàn Quốc đang chuẩn bị mở rộng đầu tư vào thị trường Việt Nam, trong đó có những tập đoàn hàng đầu về công nghệ như Samsung, LG và 3 tập đoàn chuyên về thực phẩm và dược phẩm. Tờ báo này cho rằng chính huấn luyện viên Park Hang-seo là người đã tạo nên cơn sốt Hàn Quốc ở Việt Nam và điều này giúp cho nhiều tập đoàn kinh tế ở xứ Kim Chi tranh thủ thời cơ để xúc tiến đầu tư. Cũng theo truyền thông, xứ Kim Chi sắp tới đội tuyển Việt Nam còn tham dự AFF Cup. Nếu có thể chinh phục danh hiệu này, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ còn tạo ra những hiệu ứng mạnh mẽ hơn nữa và đây là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Huấn luyện viên Park Hang-seo vừa mới nhận được một lá thư mời từ Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA mời chiến lược gia người Hàn Quốc tham gia một sự kiện tầm cỡ quốc tế được tổ chức vào tháng 9 này. Cụ thể, Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đã gửi lời mời huấn luyện viên Park Hang-seo tới nước Anh trong tháng 9 nhằm tham gia sự kiện dành cho các huấn luyện viên tuyển quốc gia, các chuyên gia hàng đầu thế giới nhằm hội thảo về công tác tổ chức sau kỳ World Cup 2018. Được biết đây là hội thảo vô cùng quan trọng của FIFA, được những người đứng đầu liên đoàn chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm tổng kết đánh giá về kỹ thuật, chiến thuật tại mỗi giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh. Huấn luyện viên Park Hang-seo vinh dự nhận được lời mời. Dù tất cả biết rằng tuyển Việt Nam không được tham dự World Cup 2018, sở dĩ FIFA quyết định mời ông thầy người Hàn Quốc bởi họ chứng kiến được kỳ tích mà thầy Park làm được cho lứa U23 Việt Nam hồi đầu năm 2018 trên đất Trung Quốc, sau đó là kỳ ASEAN 2018 với lứa Olympic đầy hứa hẹn. Điều này cũng chứng tỏ rằng FIFA đang đánh giá rất cao bóng đá Việt Nam, tạo điều kiện cho bóng đá Việt Nam tiếp cận với các tuyển quốc gia hàng đầu thế giới. Hiện tại bóng đá Việt Nam không còn là một ẩn số với bạn bè thế giới nữa. Màn trình diễn của các cầu thủ gây tiếng vang lớn trên thế giới. Vì thế, sự kiện lần này huấn luyện viên Park Hang-seo cần phải cố gắng tiếp thu những kinh nghiệm và kỹ chiến thuật được truyền tải từ các huấn luyện viên hàng đầu thế giới để giúp cho bóng đá Việt Nam duy trì thành công phía trước chắc chắn là chặng đường AFF Cup 2018 vào tháng 11 tới đây. Cũng trong sáng ngày 8 tháng 9, bình luận viên Quang Huy đã chỉ ra thực trạng của bóng đá Việt Nam. Phát biểu trên VTC, bình luận viên Quang Huy đã thừa nhận bóng đá trẻ Việt Nam đã đạt được thành tích ấn tượng, song chỉ thành công của đội tuyển quốc gia mới là thước đo chuẩn xác nhất.
bóng đá trẻ Việt Nam đã tiếp cận trình độ châu lục bắt đầu với thành công của lứa U19, BA và giờ là Olympic Việt Nam với hạng tư ASEAN. Nhưng đánh giá nền bóng đá phải thông qua đội tuyển quốc gia, chúng ta mới làm tốt khâu đào tạo trẻ. Còn những màn trình diễn tại AFF Cup tới đây mới mang đến cái nhìn toàn diện hơn về bóng đá Việt Nam. Đó mới là thuốc thử chính xác nhất. Bình luận viên Vũ Quang Huy đã nhấn mạnh những năm gần đây đội tuyển Việt Nam không có được thành tích ấn tượng ở đấu trường quốc tế. Cho đến lúc này, sau một năm dẫn dắt các đội tuyển bóng đá Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại vòng chung kết U23 châu Á và ASEAN 2018. Tuy nhiên, cái đích mà ông hứa trong ngày nhậm chức hồi trung tuần tháng 10 thì vẫn chưa đạt được. Sau kỳ tích giành huy chương bạc châu Á và lọt vào top 4 ASEAN 2018, người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã coi huấn luyện viên Park Hang-seo như người hùng với rất nhiều lời khen tặng. Lập tức vấn đề liên quan tới bản hợp đồng có thời hạn 2 năm như đã công bố tại lễ nhậm chức hôm 11 tháng 10 2017 đã được đem ra thảo luận. Diễn biến mới nhất, ông thầy người Hàn Quốc đã lên tiếng phát biểu với báo giới xứ Kim Chi rằng đang cảm thấy rất thoải mái với điều kiện làm việc tại Việt Nam với mức lương là 22.000 USD trên một tháng. Huấn luyện viên Park Hang-seo cũng không quên cảm ơn VFF đã cho ông một cơ hội làm việc cống hiến. Thế nhưng không ít ý kiến lại cho rằng VFF nên tăng lương, gia hạn hợp đồng ngay với nhà cầm quân người Hàn, tránh bị mất ông. Ở đây, cần đặt lại vấn đề hợp đồng của huấn luyện viên Park Hang-seo với VFF còn hơn một năm nữa và quan trọng nhất là đại hội VFF nhiệm kỳ 8 đến lúc này vẫn ca khúc hoãn, chưa thể ấn định ngày tổ chức. Thêm nữa, mức lương 22.000 USD trên một tháng của huấn luyện viên Park Hang-seo lúc này đã bằng với lương của huấn luyện viên người Đức Phan Cô Quyết dẫn dắt U23 Việt Nam là đội tuyển Việt Nam thời điểm 2011. Mức lương này cũng tương đương so với những gì mà huấn luyện viên Bồ Đào Nha Calisto được nhận sau khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch AFF Cup 2008. Huấn luyện viên ngoại gần nhất trước huấn luyện viên Park Hang-seo là huấn luyện viên Nhật Bản Miura cũng chỉ nhận được mức lương khoảng 15.000 USD trên một tháng thời điểm 2014 và 2015. Hàn Quốc có thể sửa đổi chương trình miễn trừ quân sự cho các vận động viên trong bối cảnh nhiều người kêu gọi quy định chặt chẽ hơn sau khi các đội bóng chày và bóng đá của nước này giành được huy chương vàng tại ASEAN Games. Nghĩa vụ quân sự là một vấn đề rất gây tranh cãi tại Hàn Quốc, nơi những người nam giới sẽ phải đi nghĩa vụ quân sự trong 21 tháng trước sinh nhật lần thứ 28. Tuy nhiên, từ những năm 1970, Hàn Quốc đã ra quyết định miễn trừ nghĩa vụ quân sự đối với các vận động viên vô địch ASEAN hoặc đoạt huy chương đồng Olympic trở lên trong nỗ lực đưa Hàn Quốc trở thành một cường quốc thể thao và nâng cao vị thế đất nước trên trường quốc tế. Có điều, nhiều người Hàn Quốc trong những năm gần đây đã kêu gọi bãi bỏ quy định miễn trừ và đặt câu hỏi về tính công bằng của nó trong bối cảnh công chúng đang khao khát chấm dứt đặc quyền và sự thiên vị trong mọi tầng lớp xã hội. Việc các tuyển thủ bóng chày được miễn nghĩa vụ quân sự gây tranh cãi bởi đội hình tham dự ASEAN tập hợp những vận động viên chuyên nghiệp, trong khi các nước khác như Nhật Bản và Trung Quốc chỉ cử những tài năng trẻ, khiến cho cơ hội đoạt huy chương vàng của Hàn Quốc cao hơn. Ngay cả đội tuyển bóng đá Olympic Hàn Quốc vô địch và giành huy chương vàng ASEAN cũng chịu nhiều phản ứng trái chiều về việc này. Chúng tôi đang lên kế hoạch đánh giá lại một cách toàn diện trong lĩnh vực thể thao và nghệ thuật. Quân đội đang thiếu nhân lực nên chúng tôi sẽ xem xét liệu chương trình miễn nghĩa vụ quân sự có công bằng hay không. Đó là tin từ Johab đã dẫn lời Ki Chan-so, một lãnh đạo cơ quan quân lực thuộc Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, hôm qua cho biết khi đề cập tới khả năng sửa đổi quy định miễn nghĩa vụ quân sự cho các vận động viên đạt thành tích cao. Một quan chức khác của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tiết lộ rằng Ki Chan-so chỉ đưa ra tuyên bố theo nguyên tắc để trả lời thắc mắc gần đây của truyền thông và quốc hội, mà chưa có kế hoạch phải xem xét cụ thể nào. Bộ Quốc phòng cũng cho biết hiện nay họ không có ý định thay đổi bất cứ quy tắc nào nhưng sẽ tham vấn trong nội bộ về vấn đề này. Ở một diễn biến khác, nhà lập pháp đối lập Ha Tae-kyung thì kêu gọi quy định miễn trừ nghĩa vụ quân sự nên mở rộng ra nhiều ngành nghề, những ban nhạc nam của Hàn Quốc. Theo ông Ha, một nghị sĩ đứng đầu hoặc thứ hai một cuộc thi quốc tế do nhà nước chỉ định tham dự có thể được hưởng đặc quyền này. Ông cũng cho rằng nên mở rộng với những lĩnh vực khác nhưng ở một mức cao hơn như là đứng đầu thế giới chứ không phải là châu Á. Ông Lee Kye-hung, Chủ tịch Ủy ban Olympic Hàn Quốc cũng bày tỏ sự ủng hộ về đề xuất này.
các vận động viên sẽ được một số điểm nhất định từ các cuộc thi quốc tế và nếu đạt đến mốc điểm cố định sẽ được miễn trừ quân sự như một biện pháp nhằm ngăn chặn việc trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự. Trong trường hợp vấn đề đang nóng này đưa ra bàn thảo và nhận được sự ủng hộ đông đảo của dân chúng, phủ Hàn Quốc sẽ bỏ quyền miễn trừ quân sự. Điều này đồng nghĩa tiền đạo Son Heung-min hoàn toàn có nguy cơ phải vào lính bởi năm nay chân sút đang khoác áo cho Tottenham vừa cùng Olympic Hàn Quốc bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN mới 26 tuổi.